con khủng long T-Rex đuôi gai. Wow, khủng long bộ chúa. Wow, các bạn ơi, cái gì nó dính vào tay của mình nè. Wow, ở trên những cái lá cây đây cũng có nè các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, những cái vách gì đây rất là nhiều luôn nè. Wow, wow, wow các bạn ơi. Wow, ở đây mình thấy có rất là nhiều xe này các bạn ơi. Có cả đồ chơi con vật nữa nè. Wow, các bạn ơi, mình thấy có cả một cái mặt nạ nè. Wow, những cái mặt nạ đây rất là bắn luôn các bạn ơi. Wow, những đồ chơi nè. Wow, xe nè các bạn ơi. Wow, mình thấy có rất là nhiều đồ chơi con vật nè. Rất là bắn luôn. Wow, các bạn ơi, bên này mình thấy có một cái rổ rất là to. À, mình sẽ nhặt hết nha. Mình sẽ cho vào cái rổ mình đem mình đi rửa. Mình xem thử là xe, đồ chơi gì và những con vật gì các bạn ơi. Wow, rất là nhiều con vật luôn nè. Và nó bị bao phủ một cái lớp gì đây các bạn ơi. Mình sẽ rửa thật là sạch, mình xem thử là con vật tên gì. Wow, mặt nạ luôn. Wow, cái gì đây các bạn ơi. Wow, mặt nạ nè. Chà, wow, rất là nhiều con vật. Wow, các bạn ơi, hình như là mình thấy có khủng long bậu chúa nữa nè các bạn ơi. Wow. Wow, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Wow, cái tay của mình cũng dính y như là những đồ chơi đây rồi. Wow, ở đây mình thấy có một cái con gì đây to đó các bạn ơi. Wow, sắc nhọn nè. Wow, các bạn ơi, nó cắn cái tay của mình. Wow, con gì đây có rất là nhiều cái rang luôn nè các bạn ơi. Nó cắn cái tay của mình nè. Wow, cha cha, xe nữa nè. À, các bạn ơi, xe đây mình thấy có bác tài xế nè. Wow. À, cả một rổ luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem mình đi rửa, mình xem nữa là xe gì và những con vật tên gì các bạn nha. Nào các bạn ơi, mình sẽ rửa như vào cái thau nước đây nha. Wow, đầu tiên mình sẽ rửa một cái xe đi các bạn ơi. Wow, một cái xe gì đây nhìn bự lắm nè. Wow, cha các bạn ơi. À, mình thấy xe đây có màu xanh lá cây và màu vàng nè. À, đèn dưới đây là mình thấy có màu hồng nữa các bạn ơi. Wow, cha. À, chưa? Wow, một cái xe đồ chơi đá các bạn ơi. Bắt tài xế mình thấy có màu cam. Chà. Wow, các bạn ơi. Wow, để mình xem thế nè. Wow, xe gì vậy ta? À, các bạn ơi, các bạn biết chưa? À, các bạn xem nè. Đây là có một cái hình người đang bỏ rác này các bạn ơi. À, đây là một cái xe ô tô chở rác nè. Wow, xịn luôn nha. Wow. À, tiếp theo một cái xe nữa nè các bạn ơi. Wow, xe này cũng bự lắm nha. Xe này mình thấy có hai bác tài xế các bạn ơi. Wow, để mình xem. Xe đây là mình thấy đằng sau có màu vàng, trước có màu xanh nước biển các bạn ơi. Thấy có cả màu đỏ nữa luôn. Wow, hai bác tài xế màu cam cũng được rửa rất là sạch rồi. Wow, để mình xem. Các bạn ơi, đây là một cái xe ô tô bên, một cái xe ô tô bên chở đất các bạn ơi. Wow, rất là xịn luôn. Chà, nạ này các bạn ơi. Wow. Wow, wow. Chà, các bạn ơi, đây là một cái mặt nạ siêu nhân robot nè. Wow, mặt nạ đeo vào đi chơi ngầu lắm các bạn ơi. Đã nha. Wow, lại một cái mặt nạ nữa nè các bạn ơi. Wow, wow, các bạn ơi, đây là một cái mặt nạ người xanh khổng lồ. Ông nghe cái rèn ông cười nè. Wow, vui các bạn ơi, những cái mặt nạ thích lắm nha. Đây là mình thấy có một cái gì đấy nè. Wow, các bạn ơi, đây là một cái đồng hồ số, có những số nè, số 20, số 20, số 40, 60, 80, 100. Rất là nhiều số đã các bạn ơi. Wow, xịn luôn. Các bạn ơi, đằng này mình thấy còn rất là nhiều con vật.
để mình sẽ rửa cho các bạn xem. Wow, các bạn ơi, đây là đồ chơi bó binh nè. Các bạn ơi, đây là đồ chơi bó binh chốt cứu hộ. Đây là mình biết rồi, đây là bạn chốt cứu hộ Masu. Wow, xịn luôn các bạn ơi, chốt cứu hộ Masu luôn. Con này nó cắn cái tay của mình nè các bạn ơi. Để mình xem thử nha. Wow, các bạn ơi, đây là một con cá sấu. Con cá sấu khổng lồ, hèn gì nó cắn cái tay của mình các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là con khủng long bầu chúa nè. Xịn nha. Wow, khủng long bầu chúa. Các bạn ơi, một con khủng long bầu chúa ăn thịt màu đỏ nè. Được hai con khủng long bầu chúa luôn. Cái gì đây ta? Các bạn ơi, đây là một đoàn tàu, nhưng mà có cái đầu tàu thôi chứ không có cái đuôi tàu các bạn ơi. Cái gì đây ta? Các bạn ơi, đây là một cái thuyền nè. Xịn luôn. Các bạn ơi, hình như là đồ chơi bổ binh nữa là sao á. Lại đồ chơi bổ binh nè các bạn ơi, đồ chơi bổ binh chốt cứu hộ nè. Các bạn biết chưa, đây là bạn chốt cứu hộ rắc bồ nè. Rất là đã luôn. Các bạn ơi, đây là con khủng long đuôi búa nè. Này sao nó có một cái búa nè các bạn ơi, trên mình nó có rất là nhiều cái gai luôn. Một bạn gà trống màu đỏ các bạn ơi. Gà trống này mình gáy to lắm nè, để gà trống gáy cho các bạn nghe thử nha. Các bạn ơi, gà trống này gáy rất là to luôn, rất là xịn nha. Đây là một bạn cá trong bộ đồ chơi đó các bạn ơi, đồ chơi câu cá đó nha. Các bạn ơi, đây là một bạn cua nè, bạn còng nè các bạn ơi. Đây là một cái đồ chơi để mình in đắt vào, mình in ra một cái bạn cua nè các bạn ơi. Xịn chưa, nhiều đồ chơi đã ghê ta. Con cũng làm T-Rex đuôi gai. Các bạn ơi, một con khủng long T-Rex đuôi gai nè. Xịn nha. Đây là một bạn ngựa vàng các bạn ơi. Nhiều đồ chơi con vật thú vị ghê nha. Khủng long ba sừng nè các bạn ơi. Đã nha. Tiger. Các bạn ơi, đây là một con hổ. Các bạn ơi, đây là bạn cua nữa nè. Một con gà mái nè các bạn ơi. Có cả gà trống và một con gà mái luôn. Xịn nha. Các bạn ơi, đây là một con tinh tinh. Tinh tinh đang ngồi luôn. Sẽ ngồi lên cái cabin ha, cabin xe. Đây là một đồ chơi hình con voi. Đây là một cái khuôn hình con voi để mình ỉn đắt vào, mình chơi ra hình con voi. Đã nha. Các bạn ơi, đây là một con bò. Một con bò sữa châu Phi. Xịn luôn. Các bạn ơi, đây là một con báo đốm Sikhan nè. Có cả con báo đốm luôn. Đã nha. Các bạn ơi, đằng này mình thấy có nhiều cái con gì đây nhỏ nhỏ nè. Mình sẽ rửa hết cho các bạn xem. Rất là nhiều luôn. Để mình xem thế nè. Đây là có một bạn bò nè. Đây là có một bạn chó nè các bạn ơi. Có một bắt rồng nữa nè. Trong này là có hai con khủng long bầu chúa con nữa. Xịn luôn. Con này có cái chân dài nè. Các bạn ơi, đây là một đồ chơi hình con ếch xanh. Xịn nha. Các bạn ơi, lại có một bạn ngựa vàng nữa nè. Có một con hổ nữa nè các bạn ơi.
Wow, nhiều đồ chơi không bằng. Chuẩn bị nha. Wow, mọi người, một con khủng long bộ chúa nữa nè. À, khủng long này không có rang ta. Wow, xịn luôn. Wow, cuối cùng là con gì đây? Wow, wow các bạn ơi, một con khủng long bộ chúa nữa nè. À, hôm nay rất là nhiều khủng long bộ chúa các bạn ơi. À, có cả chốc cứu hộ rắp bồ và ma sô này, có cả con cá sấu và rất là nhiều con vật nữa nè, có cả xe ô tô bên và những cái mặt nạ nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đem hết về mình chơi nghe các bạn nha. Hẹn các bạn ở video lần sau của mình nha. Bye bye.